Vida địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như bạn thấy ở đây mình có một cái thiết bị mang tên là Ada. Bạn nói là cái thiết bị như thế nào? Thì đây chính là cái chiếc đồ karaoke với tên gọi đầy đủ là đồ karaoke Ada VOD S66, một trong những cái chiếc đồ karaoke ổ cứng hiện đại nhất hiện nay trên thị trường đồ karaoke tại Việt Nam. Đó. Thì cái thiết kế tổng thể của chiếc đồ karaoke Ada này nó khá là gọn gàng hơn rất nhiều so với cái chiếc đồ karaoke Ada Smart K mà mình đã giới thiệu đến các bạn trong những cái video clip trước. Ở mặt trước của cái chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 này rất đơn giản, với một cái logo Ana ở góc phải cùng một cái nút power ở cạnh trái ở đây đó, để tắt mở cho cái chiếc đầu karaoke này hoạt động. Rồi ở giữa, ở khu vực trung tâm đó chính là một cái màn hình, được bố trí cái màn hình LED để hiển thị những cái thông số khi cái chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 này hoạt động. Rồi ở phần cạnh phải cũng như cạnh trái của cái chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 này cũng không có gì ngoài trừ những cái khe tản nhiệt và những cái con ốc vặn để mở cái lớp vỏ bên ngoài ra. Đó, thì cái lớp vỏ của cái chiếc đầu karaoke Ana này được làm được thiết kế rất chắc chắn bởi một cái lớp kim loại bao bọc bên ngoài. Rồi, thì ở sâu của chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 này là đã bố trí những cổng kết nối chính. Chúng ta có thể thấy cái cổng DC 12V, thì đây là cái cổng để cắm dây nguồn, cấp nguồn cho cái chiếc đầu karaoke này hoạt động. Ngoài ra chúng ta còn có một cái cổng IR, một cái cổng để kết nối chuột cũng như là keyboard, bàn phím theo cái dạng cổng tròn, những cái cổng cũ trước đây trên những cái chiếc máy tính để bàn. Cạnh bên chúng ta có hai cổng USB 2.0, một cái cổng nguồn LAN để kết nối mạng internet. Cạnh bên nữa thì chúng ta có một cái cổng HDMI để xuất tín hiệu hình ảnh với chất lượng HD và Full HD 1080. Rồi, kế bên cổng HDMI chúng ta có một cái cổng Vega, thì đây là cái cổng giúp cho cái chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 có thể xuất tín hiệu hình ảnh xuống cái màn hình điều khiển touchscreen ở bên ngoài. Rồi, kế bên cái cổng Vega chúng ta có hai cái cổng UART. Rồi, ngoài ra chúng ta còn có một cái cổng optical cũng như là cổng S-Video ở đây. Rồi, kế bên đó là một cụm những cái cổng AV giúp xuất tín hiệu âm thanh hình ảnh dạng analog. Đó. Thì ngoài ra trên chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 này còn có một tính năng rất là đặc biệt và riêng biệt mà không có dòng đầu karaoke nào hiện nay trên thị trường có được, đó là cái việc khả năng ghi âm lại những cái bài hát karaoke mà người sử dụng đang trình bày nhờ cái cổng record cùng cái nút record adjustment này ở đây, rất là đặc biệt. Đó, cạnh bên những cái cụm cổng này chúng ta có một cái quạt tản nhiệt được bố trí ở đây. Thì việc bố trí quạt tản nhiệt giúp cho các thiết bị cũng như là ổ cứng bên trong được hoạt động mát mẻ và thông thoáng hơn rất nhiều. Đó, tăng tuổi thọ sử dụng cho thiết bị cũng như là ổ cứng. Rồi, và cuối cùng chúng ta có một cái công tắc tắt mở nguồn để đảm bảo nguồn điện được ổn định khi sử dụng cái chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 này. Đó. Thì mặt trên, mặt dưới của cái chiếc đầu karaoke này cũng không có gì. Đó. Ngoài trừ những cái chân chống trượt ở mặt dưới cũng như những con ốc để bắt mở những cái thành phần bộ vỏ ở bên ngoài. Đó. Thì đây là cái chiếc đầu karaoke với nhiều tính năng khá nổi bật. Chẳng hạn như là với cái kho nhạc MIDI lên đến 10.000 bài hát có bản quyền, với hơn 8.000 bài hát Việt Nam. Đồng thời cái thương hiệu đầu karaoke Ana độc quyền những cái bài hát do nhạc sĩ Vũ Thanh An cũng như là Hoàng Thi Thơ sáng tác. Đây là một điểm mà mình khá là thích, bởi vì những cái bài hát của những nhạc sĩ như Vũ Thanh An hay là Hoàng Thi Thơ là đều là những bài hát trữ tình mà mình rất là thích hát và nghe. Thì cái chiếc đầu karaoke Ana VOD S66 này còn có khả năng kết nối được với smartphone hay tablet để giúp cho cái việc điều khiển cũng như là thao tác được dễ dàng hơn. Do không có được trang bị tính năng wifi cho nên khi
mua một cái sản phẩm đầu karaoke Ana VRS66 thì bạn còn được dẫn kèm thêm một cái USB Wi-Fi, đó là cái USB giúp cho cái chiếc đầu karaoke này có thể phát tín hiệu Wi-Fi và giúp cho các thiết bị ngoại vi khác như là smartphone, tablet có thể kết nối được và điều khiển được cái chiếc đầu karaoke Ana VRS66 này thông qua một cái ứng dụng trung gian đó. Thì việc cập nhật nhạc mới trên đầu karaoke Ana VRS66 này cũng rất là đơn giản, bạn có thể cập nhật qua USB. Tuy nhiên thì việc cập nhật cần phải có thêm một cái màn hình touchscreen, thì cái việc cập nhật này mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái video clip khác đó. Thì để biết thêm chi tiết về cái chiếc đầu karaoke Ana VRS66 này thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902 799 186 để được nhân viên tư vấn bán hàng có thể giải đáp thắc mắc cũng như là tư vấn một cách tận tình nhất và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn. Listen, your true beauty's description.